Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thăm và tặng quà các đồng chí thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các thương bệnh binh tại trung tâm. Đồng thời động viên các thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực điều trị thương tật, khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý, các cán bộ trung tâm cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh tại đây. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tặng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh các phần quà trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.